kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày 19 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, cách đây 79 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh họp giao ban xem xét về một số nội dung quan trọng. Kiện toàn chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ. Giáo viên trẻ tuổi tại Mỹ là người con Hưng Yên. Lực lượng cảnh sát cơ động với công tác thường trực chiến đấu và đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, vào đúng ngày này của 79 năm về trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, được đánh dấu bằng hình ảnh toàn thể nhân dân tiến về quảng trường nhà hát lớn meeting, biểu tình và cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi ở Hà Nội. Tại tỉnh Hưng Yên, từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 8 năm 1945, cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thắng lợi lần lượt tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, hàng vạn người tiến vào tỉnh lỵ, biểu tình, meeting giành chính quyền. Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Hưng Yên được thành lập. Sau khi nhận được lệnh khởi nghĩa của Trung ương, đêm ngày 18 tháng 8 năm 1945, Ban Cán sự tỉnh đã cấp tốc mở hội nghị tại Đình Làng, thôn Thổ Cốc, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, đồng thời phát động nhân dân may cờ đỏ sao vàng để dùng cho vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền. Thực hiện chủ trương trên, chỉ trong một thời gian ngắn, các huyện trong tỉnh đã đứng lên khởi nghĩa. Ngày 19 tháng 8, biểu tình vũ trang thành lập chính quyền ở huyện Yên Mỹ, Tiên Lữ. Ngày 20 tháng 8, huy động 300 hội viên cứu quốc và tự vệ về chiếm huyện lỵ Kim Động, Ân Thi. Ngày 21 tháng 8, chiếm huyện lỵ Văn Lâm. Sau khi giành chính quyền ở các huyện, ta đã nhanh chóng tập trung tự vệ, huy động quần chúng, chuẩn bị cho giành chính quyền ở tỉnh. Ngày 22 tháng 8, hàng vạn quần chúng được vũ trang, súng, dao mác, gậy, mang theo cờ và biểu ngữ, rầm rập tiến vào tỉnh lỵ trong khí thế hừng hực của cách mạng, địch không dám chống cự, ngụy quyền nhanh chóng tan rã. Đến ngày 25 tháng 8 năm 1945, chính quyền cách mạng trong phạm vi toàn tỉnh căn bản được thành lập. Thắng lợi ở Hưng Yên góp phần chung vào thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 trong cả nước. Chỉ trong vòng 15 ngày, cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền trong cả nước thuộc về tay nhân dân. Người dân Hưng Yên nói riêng, nhân dân cả nước nói chung, từ thân phận nô lệ, kiếp sống ngựa trâu đã chính thức trở thành người dân tự do, làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ đất nước. Sáng ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Để bảo vệ thành quả của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, nhân dân Hưng Yên đã cùng cả nước anh dũng chiến đấu và chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị giao ban với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về dự thảo các nội dung trình gồm đề xuất danh mục các công trình dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến đại hội, quyết định định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định ban hành kèm theo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy hoạch xây dựng kiến trúc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và dự thảo phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh theo quy định số 37 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc thành lập tổ chức và hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân. Kết luận phiên họp,
Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn nhất trí với nội dung mà Hội đồng dân tỉnh và Sở Xây dựng trình, nhất trí phương án phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy hoạch xây dựng kiến trúc trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng trình. Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng lại danh mục dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Thống nhất lựa chọn dự án đầu tư xây dựng đường Tân Phúc – Võng Phan giao DT378, đồng thời yêu cầu phải huy động cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 30 tháng 9 năm 2025. Đối với nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành địa phương rà soát nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, xây dựng danh mục nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện quyết định định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trình Ủy ban dân tỉnh ban hành. Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự buổi gặp mặt chia tay các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh luân chuyển công tác và nghỉ hưu theo chế độ. Đồng chí Nguyễn Văn Thơ được phân công điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ, đồng chí Nguyễn Văn Phê, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Văn Phú, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghỉ hưu theo chế độ. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp cống hiến của các đồng chí cán bộ lãnh đạo trong suốt quá trình công tác. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn các đồng chí luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giữ vững phẩm chất của người đảng viên, nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định nơi cư trú đề ra là tấm gương sáng cho con cháu và nhân dân địa phương noi theo. Đồng thời, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào sự phát triển của địa phương và của tỉnh. Đối với các đồng chí luân chuyển công tác, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn trên cương vị mới tiếp tục phát huy những ưu điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên và Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức kỳ họp để kiện toàn chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ. Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Cùng dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Doãn Quốc Hoàn. Hội đồng nhân dân thành phố khóa 22 giới thiệu ông Nguyễn Khả Phúc, Phó Bí thư Thành ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Nguyễn Khả Phúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên. Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khả Phúc. Hội đồng nhân dân huyện khóa 20 giới thiệu ông Doãn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy Phù Cừ nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Doãn Quốc Hoàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm học 2023-2024 với chủ đề Đoàn kết kỷ cương sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
ngành giáo dục đào tạo đã khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đề ra. Công tác phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ tiếp tục được các địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới đã được triển khai đồng bộ các khối lớp trên phạm vi cả nước. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức thành công, an toàn, nghiêm túc với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,4%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn nâng lên, đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả số lượng và chất lượng. Năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo cả nước tập trung thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ. Cùng với các trường đại học trong cả nước, thời điểm này, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã công bố điểm trúng tuyển các ngành học và tổ chức tuyển sinh bổ sung 180 chỉ tiêu cho một số ngành học. Theo đó, điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 theo các phương thức xét tuyển như sau: ngành kinh tế, điểm trúng tuyển từ 18 đến 24,5 điểm; các ngành kế toán, kiểm toán, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, điểm trúng tuyển từ 15 đến 18 điểm. Thí sinh làm thủ tục nhập học tại cơ sở Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên trong ngày 23 tháng 8 năm 2024. Ngoài ra, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đang triển khai tuyển sinh bổ sung 180 chỉ tiêu các ngành kế toán, kiểm toán, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với mức điểm sàn xét tuyển từ 15 điểm và xét tuyển dựa vào kết quả học bạ trung học phổ thông với mức điểm sàn xét tuyển từ 18 điểm. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2024. Chi tiết thông tin kết quả trúng tuyển đợt 1, thủ tục nhập học và thông tin tuyển sinh bổ sung, thí sinh tra cứu tại địa chỉ đang có trên màn hình: https://tuyensinh.ufba.edu.vn. Thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Tuyên, trường đại học Clarkson, Hoa Kỳ là một trong những nhà giáo trẻ tuổi được công nhận chức danh giáo sư trong năm 2018. Trước khi công tác tại trường đại học Clarkson, giáo sư Vũ Văn Tuyên từng là học sinh của trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, một ngôi trường luôn duy trì top đầu của tỉnh Hưng Yên. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Tuyên sinh năm 1989, quê ở thôn Thi Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Thời học sinh trung học cơ sở, giáo sư là học sinh khóa đầu tiên của ngôi trường Đoàn Thị Điểm và là một trong những học sinh giỏi của nhà trường. Ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuy là sinh viên ngành tự động hóa của trường Đại học Bách khoa Hà Nội và sau đó là thực tập viên tập đoàn Samsung. Năm 2013, tôi được nhận học bổng của trường Đại học Florida, Hoa Kỳ. Tại đây, tôi là nghiên cứu sinh của ngành điện năng lượng và được công nhận học hàm Phó giáo sư ngành điện năng lượng vào năm 2016. Năm 2018, tại trường Đại học Clarkson được công nhận học hàm giáo sư. Giáo sư Vũ Văn Tuyên đã hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Các hướng nghiên cứu chủ yếu trong lĩnh vực điện năng lượng. Năm 2022, nhóm giáo sư Vũ Văn Tuyên đang nghiên cứu phát triển dự án ứng dụng tính toán lượng tử và mạng lượng tử vào hệ thống lưới điện thông minh tại Mỹ, và dự án đã nhận tài trợ hơn 600.000 đô la Mỹ từ chương trình hợp tác giữa Bộ Năng lượng Mỹ và Quỹ Nghiên cứu Khoa học Mỹ. Trong lần trở lại thăm ngôi trường cũ, trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, giáo sư Vũ Văn Tuyên đã gặp lại các thầy cô giáo và không khỏi xúc động khi thấy trường có nhiều đổi thay. Cảm nhận của Tuyên là ngôi trường hiện tại bây giờ rất là khang trang, như là có các cái phòng chức năng, các nơi mà các em có thể rèn luyện bản thân, được phát triển đầy đủ về mặt chia sẻ cho các em về sau, các thế tiếp theo ấy. Xu hướng của thế giới bây giờ là về trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo. Đây là hai cái lĩnh vực mà các em nên tiếp tục phát huy, làm chủ được khoa công nghệ thì sẽ làm chủ được đất nước và sẽ giúp được đất nước phát triển. Những năm qua, trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ luôn duy trì vị trí top đầu của tỉnh và có điểm vào trung học phổ thông đạt cao. Nhiều học sinh đạt giải cấp quốc gia ở nhiều cuộc thi. Nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, cờ thi đua của chính phủ. Đây là cái niềm vinh dự và phấn khởi cho các thế hệ thầy trò trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Với cá nhân học trò Tuyên thì cũng mong là sẽ có cái sự cống hiến tiếp theo cho khoa học và tham gia vào cái việc lan tỏa cái sự phát triển trí tuệ chung cho
các thế hệ học trò của Yên Mỹ nói chung và của các thế hệ của trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm nói riêng. Giáo sư Vũ Văn Tuyên cho biết nhóm nghiên cứu của mình mong muốn và sẵn sàng hợp tác với các nhà khoa học Việt Nam, đồng thời hy vọng các thế hệ nhà khoa học trẻ nhìn nhận được tiềm năng để phát triển công nghệ và nhân lực cho lĩnh vực lượng tử. Thưa quý vị, là đơn vị thường trực chiến đấu và bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hưng Yên luôn thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích, có mặt trực tiếp tham gia giải quyết tại các điểm nóng, các vụ việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh trật tự, tạo niềm tin cho nhân dân. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, xin giới thiệu đôi nét về lực lượng này. 19 giờ hàng ngày, khi thành phố lên đèn, khi mà các gia đình đang cùng nhau vui vầy bên mâm cơm thì cũng là lúc lực lượng cơ động xuất quân làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, đề nghị các đồng chí nâng cao vai trò trách nhiệm của mình vì nước quên thân, vì dân phục vụ, quyết tâm đảm bảo và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đó, các tổ tỏa đi khắp các địa bàn, bắt đầu từ những tuyến đường lớn, không kể nắng hay mưa, nóng hay rét, hành trình tuần tra vũ trang bắt đầu từ 19 giờ trên tất cả các tuyến đường, các khu tập trung đông người, khu vui chơi giải trí có nguy cơ cao về giao thông, gây rối, mất an ninh trật tự. Các tổ được chia nhỏ thành nhiều đội cùng tuần tra trên nhiều địa bàn. Tất cả đều được trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ. Thông qua công tác tuần tra, kết hợp kiểm tra hành chính nhằm ngăn chặn kịp thời các đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đối tượng nghi vấn có biểu hiện vi phạm pháp luật như vận chuyển chất cấm, ma túy, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ. Tổ chúng tôi tuần tra từ 18 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, anh em luôn đảm bảo khoảng cách theo đúng quy định, quy trình tuần tra kiểm soát. Và có khi có vấn đề gì thì anh em sẽ hỗ trợ để xử lý, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với công tác huấn luyện, lực lượng cơ động luôn luôn đảm bảo trên 70% quân số sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Với những đợt cao điểm, những dịp lễ Tết là duy trì 100% quân số. Nhờ vậy, những năm qua, lực lượng cảnh sát cơ động không chỉ thực hiện tốt vai trò đơn vị thường trực chiến đấu, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. Từ đầu năm đến nay, trong quá trình tuần tra đã xử lý hàng trăm hành vi vi phạm giao thông, thu nhiều hung khí tự chế, phát hiện bắt giữ 6 vụ vận chuyển tàng trữ ma túy. Đồng thời, tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, phối hợp cùng với các đơn vị chức năng khác, đấu tranh triệt phá các vụ việc vi phạm pháp luật lớn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình phối hợp, thì tinh thần của anh em cán bộ chiến sĩ của cảnh sát cơ động đặc biệt nhiệt tình, không sợ khó, sợ khổ, không sợ nguy hiểm và có những cái phương án đưa ra rất là hợp lý, kịp thời để đảm bảo cái việc hiệu quả nhất công việc và đặc biệt là an toàn cho mọi lực lượng. Tôi bán nước ở đây cũng được vài năm rồi, thì tôi thấy là cứ đến chiều tối nào là bên công an cơ động là họ cũng đi. Đi tuần đi tới tầm chập tối là đi vòng quanh khu quảng trường các thứ nữa. Vài năm về đây là cũng không thấy các cháu nó đua xe tụ tập đánh cãi chửi nhau là cũng không thấy. Rất là an tâm ở đây. Cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong công tác cứu hộ cứu nạn, lực lượng cảnh sát cơ động cũng luôn sẵn sàng có mặt khi có lệnh. Những năm qua, cảnh sát cơ động luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với các lực lượng khác đảm bảo an ninh an toàn trên địa bàn. Được thành lập từ năm 2014 đến nay, đồn công an khu công nghiệp Phú Nội A thuộc công an huyện Văn Lâm đã góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh trật tự,
tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Khu công nghiệp Phố Nối A có diện tích gần 600 ha với trên 210 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 30.000 người, trong đó có nhiều người nước ngoài, người ngoại tỉnh. Đây là khu công nghiệp có tính chất mở, kết nối với nhiều tuyến giao thông quan trọng. Vì vậy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, đồn công an khu công nghiệp Phố Nối A đã xử lý 2 vụ cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản, bắt giữ 7 vụ về ma túy với 8 đối tượng, phát hiện 6 vụ vi phạm về môi trường, chủ yếu là đổ nước thải, chất thải không đúng nơi quy định, xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm về giao thông, bắt một đối tượng truy nã. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đồn công an cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ khu công nghiệp, tuần tra kiểm soát vòng ngoài, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ cho bảo vệ của các công ty. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.